Mở điện thoại. Cho mượn điện thoại, mở thôi. Bình ha. Ừ. Chống người được chứ chống chạy chống phạt không khỏi đâu. Ông nói đúng không? Nè đâu để tí nói coi. Hình ảnh gái đẹp. Mình tu là để mình sửa. Nói được làm được không? Sao không được? Bây giờ hôm nay nói được phải làm được. Thua mình cái gì ta? Tôi về nè, tôi là người nè. Ông thua thằng này cái gì? Tôi là người đi về đây. Để tí hỏi kìa, để tí hỏi. Hỏi kìa. Sao? Ông thua thằng này cái gì? Về là hôn mê là tại họ. Còn làm sao mình để chốt? Thằng chiếu bao chiếu. Là tiền chiếu cho. Trời ơi, chào đệ tí nha. Tại bữa nay có chú huynh này vô tìm đệ tí nè, đệ tí. Sao đệ tí ở đây? Giấy. Rồi. Đây có mình. Tí phải ở trong rừng hả? Phải không? Ở huynh này ở đâu? Hả? Huynh này ở đâu? Tôi ở nhà chảnh xuống ở bên kia qua. Để dưới lên. Để nhìn tôi được hả? Tôi chảnh xuống ở quảnh qua. Ở dưới đi lên. Ở dưới đi lên. Mà tôi ở đây. Ở đây. Ừ. Ở đây là đâu ta? Không phải ông quay nữa hả? Ờ, thế, ông thấy quay chứ mình người bình thường mà người nói chuyện bình thường. Trời nè. Ờ. Trời. Không gian này nè. Coi được không nghe, được nói nghe. Mình lên trời rồi, mình đang lên không gian nè. Để tí ôn lên trời luôn kìa, đi thấy. Ông này giống Vũ Linh. Trời ơi, Vũ Linh. Mình đang lên không gian nè. Ông này giống Vũ Linh tại nè. Vũ Linh trời. Ê, giống Vũ Linh luôn nè. Vũ Linh luôn nè. Mình đang lên không gian nè, mình đang lên mạng nè. Thường mình giống vậy. Bắt tay được không? Không, mình phải quay. Bắt tay được không? Không được. Rồi làm gì? Không, bắt tay làm gì? Không bắt tay được hả? Vậy hả? Vậy là quay lên quay xuống. Là mang chạy luôn. Vậy là bắt quay Vũ Linh luôn, quay Vũ Linh. Rồi mang chạy luôn quá dữ luôn. Lắm người ơi, đúng không? Đúng không? À, đúng rồi. Hả? Quay lên nè. Nếu chúng ta bắt tay mà quay lưng quảnh mặt làm ngơ là buồn lắm. À đúng rồi. Phải không? Rồi ông biết hát ca cổ không? Ca cổ hả? Vũ Linh hả? Muốn ca bản gì? Ca bản gì cũng được. Họ hơi thổ thôi. Vũ Linh. Ca lên khúc cổ phải không? Rồi. Đó, đây đẹp nè. Rồi, vậy rồi. Vô ca. Ca gì? Ca gì đấy đúng không? Không, ca gì. Ngồi vô đó. Hả? Ca gì nhạc gì đó. Nhạc cổ cái gì cũng được. Rồi. Giờ mình hát cái bản Bà hát bản gì đây? Tự nghe tự biết và tự hiểu. Đúng rồi. Đâu ca bản gì không trời? Chuột kia trời dây đồng minh làm sao vẹn nổi ân tình nghĩa xưa. Tới số đưa tới số đi để tí cho chúng ta xem thập bát diễn tồn. Người sống cảnh buồn, người ở cảnh vui. Chỉ đòi nói tới, rồi nói lôi, nói xuôi, nói ngược. Tôi đây phải vô rừng. Gần thiên nước độc người ơi làm quá sao vui bước đăng trình tình thương nhờ đây đưa lối dẫn đường quê hương là chốn thiên đường là đây nam mô đất Việt trời Tây Tây ơi có nhớ nơi này hay không rồi đây văng bóng bạc lòng trở về chốn cũ gặp ông thiên đình đại tiếng cưng câu hữu lý hữu tình quay xa xa mới hay giờ đây tí diễn một mình không vui tôi nhìn thấy cảnh tới lui
Tí ơi, tí nhắc cái chuyện nhà nông ngày nào. Thần nông đồng cả cái đồng bào. Vì tôi đói khổ phải nào vượt lên. Ờ, xin tí nhớ cái đừng quên. Tự do mà sống hạnh phúc để đền nghĩa nhân. Sợ ai mà trốn căn phận. Nơi đây ta đến cầm cân vui dày. Rồi sao tí có nói gì không? Không hết nè. Gì cũng làm được. Quay tiếp. Quay lên hết. Bây giờ mình sống nè. Nhà anh đâu ta? Nhà tôi ở Phú Điền. Phú Điền chỗ nào ta? Ta không quay, tâm tư lắm quá. Phú Điền tháp 10 Đồng Tháp. Đồng Tháp lên ha. Ừ. Rồi nhà đại ở đâu? Ở đâu không ai biết. Hả? Đâu có. Mình là phải có sống là phải có cái gia thác, là sống phải có nhà thác, phải có cái mồ. Thấy không? Lời nói của mình là của mình, không là của ai hết. Mình đi, mình biết đường về. Họ đi không biết đường về là lạc hôn mê là tại họ. Còn làm sao mình để chốt? Mình sống ăn ngay ở thẳng và làm thiệt, không có gì chống ai hết. Chống thiên đường là ta đi. Đây bên đảo. Ừ. Có tôi người đời. Đời qua đảo. Tại vì tôi nói không à. Tôi không có làm gì hết, nhưng tôi nói à. Thấy không? Mà tôi lãnh lương. Biết lương gì không? Lương tâm. Biết tâm gì không? Tâm thần. Hiểu không? Bây giờ mời anh ra đứng sẽ nói cho không? Mời vô mát. Quay ở đâu cũng được hết. Vô mát này tí rồi, quá nắng này tí. Lại dám đứng ngoài nắng với tôi không? Đó. Đứng hoài ngoài nắng. Trời ơi, này nào dữ quá. Bây giờ đứng xong nè. Đứng xong chiếu, bao chiếu. Là tôi chiếu cho. Rồi. Coi tôi chiếu nè. Hai anh em mình vô. Tôi chiếu. Thôi không chụp với ông đâu. Hả? Tôi chụp với ông đâu lên ẩm không được. Sao? Tôi không lên ẩm với ông được. Không lên ảnh ông sợ gì? À, ông còn con dấu hay gì? Mấy anh mấy chú đi vô. Sâu này đi tí không? Sâu để tí coi nè. Muốn chiếu tôi chiếu, tôi chiếu mình tôi à. Nhìn tôi nè. Tôi chiếu. Mình tôi. Tướng đẹp trai quay phong. Hả? Tại vì bốn phương trời mười phân Phật. Đúng không? Mà quan á là thà là làm dân quan nước Việt. Chứ không làm chủ kiệt cho kẻ vô minh. Nga không biết ghê không chứ coi tôi nè. Bây giờ tôi biến cái đọt xài nè. Tôi nói tôi thiên biến nhạc quá phải không? Tôi biến đọt xài nhìn đọt xài coi. Nói là phải có sách bánh có chứng. Sợ gì ai? Nga. Đọt xài quá dữ vậy. Đúng không? Còn mấy ông mà diễn tả mà ngủ sắc đó, mua về để sắc đi. Đúng không? Nhưng mà thật sự đây là tôi sắc thiên. Sắc định của thiên. Thiên đình. Nói là phải có. Vậy là trong này nó có sắc nè. Cái sắc màu luôn. Sắc màu. Đâu có đóng tuồng nè. Nó sắc nè. Đây hào quang đây. Có. Có không? Có. Có hào quang sự thật không? Có. Nói là phải có sách mắt có chứng. Mà nói là công nhận lên tất cả quốc tế. Không. Chứ mình không có giấu. Mình nói là cho 54 anh em dân tộc để biết. Đúng không? Còn mình giấu. Mình sống là dùng lời vàng tiếng ngọc. Mình dùng những câu văn câu lý để mình học cha mẹ thầy tổ dạy chỉ mình. Mình ăn ngay, mình nói thẳng vào là làm thiệt. Đúng không? Nãy giờ đến đây vui. Tại vì cái cuộc đời này người ta quý trọng người sang, tôi thấy sang đó mà tôi không có ngạn túi nữa. Kỳ á. Mà tôi vẫn đi. Đúng không? Nói có sách nói có chứng không? Ghê chứ. Phải ghê chứ. Những người đi câu đó. Tất nhiên là ông quay ông này có quay bên đây không à?
Bây giờ đại tí đừng có sợ. Đại tí sợ là ví dụ như đại tí tu mà sợ chết sợ nghèo, đại tí đừng về. Hiểu không? Ồ, hay vậy. Có tu là không có sợ chết, sợ nghèo, sợ đói, sợ khổ. Nói được mình tu được. Là để mình sửa. Nói được, làm được không? Sao không được? Bây giờ ông này bây giờ nói được phải làm được. Thua mình cái gì ta? Tôi về nè, tôi là người nè. Ông thua thằng này cái gì? Tôi là người đi về đây. Đại tí hỏi kìa, đại tí hỏi. Hỏi kìa. Sao? Ông thua thằng này cái gì? Thằng này là cái gì hả? Bây giờ tôi thấy là tôi thua đại tí. Là thua cái gì biết không? Thua cái gì? Thua là mình sao mà mình vô đây mà mình nói mình trốn mà mình đã lên không gian rồi, mình không hay. Mình quay mà mình nói mình không cho người ta quay. Mà giờ mình đã lên trời rồi. Lên trời là lên không gian nè, không gian mạng nè. Là lời nói không gian không dối nè. Không giấu được. Tại vì tu là trở lại thành cái đạo gì? Đạo làm người. Ăn thật nói thiệt và làm thẳng. Mình ăn là làm người đấy. Ừ. Đó. Đúng không? Có gì đâu mà phải tranh đua, phải hơn thua. Đúng không? Bây giờ đại tí có xưng hô gì kệ đại tí. Tôi không thành vấn đề, tôi là một người dân bình thường. Đúng không? Tôi thích á thì tôi mua đôi giày tôi mang vô. Dân bản địa hả? Đó, tôi thích á. Đến đây đi du lịch. Tôi thích á. Đi du lịch. Và tôi mua bộ đồ tôi mang vô. Mà tôi thích bốn cái giò tôi đen á là tôi mang cái áo hai tay đen. Đúng không? Hai cái quần đen. Mà cái mình tôi trắng. Đi gần bề ngoài nó đen nhưng mà cái lòng tôi nó trắng. Đúng không? Mà cái nhà chợ nhà lòng không có chợ không có cửa. Cái chợ nào cũng có cửa hết mà chợ nhà lòng không có cửa. Tại gia đình mình nghèo cho nắng mới đen. nước da tôi ngâm như lòng tôi trắng. Cha mẹ tôi nghèo tôi dân nắng tôi đen. Không có chị về cha nhà mẹ tôi nghèo mà cuộc sống của tôi may mắn được tôi đi cài đi cuốc mà lòng tôi cái thân tôi nó đen. Mọi người Việt Nam thì da vàng máu đỏ. Da vàng máu đỏ máu á là con cháu Rồng Tiên. Đúng không? Không được có quay con nữa. Rồi. Không quay gì? Vô đây mà nó trốn trốn sao được? Sao trốn chạy được? Bây giờ đã lên không gian rồi, mình lên cho hết rồi. Bây giờ ông nào bà nào có giấu gì đi chăng nữa cũng không giấu được. Đúng không? Vô Zalo là vô đây la, Facebook là Phúc Ve. Thấy không? Đó, YouTube là YouTube. Nhìn hôm nay bao nhiêu tuổi ta? Hả? Hôm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn tôi coi tôi nhiêu. Bao nhiêu nói ra đi. Hả? Bao nhiêu nói ra. Bởi vì tôi nói thiệt đúng không? Khai ra. 43. À 43. Ừ. Nhìn cũng trẻ. Tại vì tôi tức. Bây giờ tôi tức tôi con chó. Ông này trẻ ta. Trẻ luôn. 43 tuổi trẻ con ha. Ông nói là không có cửa. Ý là không có cửa. Bây giờ chắc ổng ra nhà bàn có cái cửa rất là rộng luôn. Ồ đó. Có chợ nhà bàn. Có chợ. Gấu có nè, mèo có nè. Ừ, đúng rồi. Trong 12 con giáp. Mình phải nói là trong 12 con giáp. Gấu có nè, mèo có. Cái thôi, cái này cái cơ chắc có thể là cái cửa địa cục đó nghe Quỳnh. Đúng. Gấu nào để cho. Cơ là. Quỳnh Tiến nào, Quỳnh Tiến nói gấu tôi cho Quỳnh Tiến coi sư tử Hà Đông. Trời ơi. Đúng rồi chân ta. Chứ mình nói mà mình không chứng minh là không ai tin. Để tí nó cửa tại nhà bàn. Đó phải có chứng minh. Gấu có, cái gì cũng có hết trơn. Cái gì cũng có. Đó là gọi là linh thú đó. Đây là sư tử. Sư tử Hà Đông. Nhưng mà sư tử này của ông là ông trời. Đây. Cho mượn điện thoại. Cho mượn điện thoại mở ra. Rồi này lên mạng sao? Lên mạng rồi. Cái này nó bắt 3G nên để có hình ảnh nào đẹp đẹp không? Có người nào gái nào đẹp đẹp không? Ấy chi hả? Thì cứ mở ra thử nói hình ảnh gái, nói là hình ảnh gái đẹp. Nó đập lên đúng không? Anh thấy người tí kêu mà giấu sao được? Đúng không? Như vậy đó mà trốn. Để đập lên ha. Trốn người được chứ trốn trời, trốn Phật không khỏi đâu. Ờ, ông nói hình ảnh đúng không? Nó đâu để tí nói coi. Hình ảnh gái đẹp. Trốn trời. Nè, cái đẹp nè. Nó. Ông lại đây. Đây này. Đó. Lăng ba tăng on tê thôi. On ba lăng on tê. Lên luôn trời. Cái đẹp. Không phải không mê. On ba lăng. Ai, đợi tí là tớ không chịu người tại thiếu. Đợi tí cười kìa.
té rồi, té rồi. Siêu tao kho làm. Thấy chưa? Đúng thấy chưa? Đúng cái cửa người ta chưa? À, đúng rồi, đúng cái cửa luôn. Tôi nói đúng cái cửa. Rồi tới giờ luôn. Cái cửa gì vậy để tí? Đây đây đây. Để hỏi tí cái cửa gì kìa. Cái cửa gì hồi nãy trên đây nè. Ồ cái cửa là cô gái đẹp. Ừ. Si thi ra cô lại xin tha hồ. Thấy không? Nhảy đi kìa. Si thi quá dữ luôn. Nếu mà phải là tới, không phải không tới. Đúng rồi. Mới chiều cho anh một liều thuốc. Trời. Bộ si thi này với đó không là bạn được. À, không bạn được kìa. Tại vì chuột mà không chuột sao làm bạn được. Có tội mà không chuột tội sao mà làm bạn được. Đúng chưa? Cà tiết Campuchia luôn kìa đi tiếp không? Có tội, mình phải chuộc tội. Mình có lỗi, mình phải xin lỗi thì người ta tha thứ. Được số. Còn không chuộc tội mà cố tình che giấu thì tội không tha. Không biết điện thoại sáng sáng sò xe. Biết rồi, chắc là vừa gần. Tâm lâm tầm tâm tâm tâm. Nè, quen chứng lâu chứ không? Cũng mới gặp nè. Đúng cửa luôn à. Đúng cửa. Không, quay 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 ông ơi. Quay đây đi, đừng ổng kêu đừng có quay. Ừ. Mà đúng cửa là đúng cửa gì vậy để tí? Cửa gì à? Nói luôn đi. Cái cửa gì đó hồi nãy nó. Cửa đó. Cái cửa này là thú nè. Cái cửa như là mèo rồi cẩu rồi này cái đuối chứ. Bây giờ thú nè, cái cửa thú nè. Đó. Bây giờ giải thích cho biết luôn. Ha, họ giấu. Con người mình nếu sống mà thú tính hay không là do con người của mình. Mình muốn thành người á là mình là người tốt, mình không tham sân si, không phiền não, mình là một con người tốt. Thì bây giờ mình còn mình không tốt á, mình thú tính á là mình tranh nè, hơn thua nè, mình đua bon chen nè, mình sức môi nè đó, mình nói mình còn mình giấu nè, thì nó phải giấu cái đầu nó lội cái đuôi nó nuôi con cáo nó đẻ con tròn tròn tám con tròn tròn quay để tí quay tôi nè đừng quay để tí chuyện gì xảy ra đây để tí dắt nhà bạn đó vụ gì để tí nói là không ai nhớ những ngày nào mái tóc của tôi còn trăm ngàn dài là ngày trở lại khai đường thiên mông bấm cửa tây ơi đừng nhìn thấy bài hồn trừ tà văn còn thiện chỉ tồn cảnh não não máu xương rồi thảm thiết không biết rồi không nói hết trơn đừng mở chiêu trò mà trốn cái nguồn cơn giờ đây tiếng nghe mà tiếng đàn nghe tiếng đàn chưa đàn không dây không phím nãy giờ đàn cho nghe đó đàn tím ruột bầm gan nè đàn không dây không phím đàn tím ruột bầm gan không mà cây câu nè cây câu nè gần câu nhắc cho nhớ luôn bây giờ cán còn không mắc lửa cắt đâu lửa cắt ở đâu nói gì không biết nó thẳng đi ăn ngay nó thẳng sao dám chỉ tôi ngoài cái chợ nhà bạn có cửa vậy bây giờ bắt lại coi rồi. Anh có cửa không cửa nó bắt giống nãy bắt gì sao anh đây tí hình ảnh cái đẹp hình ảnh giới đẹp để tí kêu lum gọi lên là hình ảnh cái đẹp tiếp nghe mấy vị tất nhiên là gái đẹp là con cháu gặp rồi nói để tí nói để con tí hiền nói lại mới hiền lên không chú nói nhưng quay bị nè nói hả rồi để tí cứ nói nghe mấy vị hình ảnh gái đẹp nè nó không đưa cho ông kia coi ông đưa cho ông. Nè hình ảnh cái đẹp nè đây nè gái đẹp này nè là chỉ cho biết luôn con cháu gồng tiên con hiền cháu thảo mà nam tanh thanh nữ tú bất biến mà tự nhiên thành đây cho đó có cửa không có hả cửa. Đâu nhìn lại ủa không không cửa mà sao mà bất biến mà tự nhiên thành mình nhìn vào đúng đó mấy phút rồi đúng không không cửa mà sao mà bất biến rồi tự nhiên thành nè thành tiên nè thành thành con cháu gồng tiên nè đúng không đúng chưa nếu mà không biết sao mà thành con cháu gồng tiên
Hả? Con cửa nào? Cái cửa và cái đường là do mình đi, do mình chọn. Mà bây giờ tôi hỏi đại tí nè, cán còn khâu mắc lưỡi cắt đâu, nói cho tôi biết coi, đặng tôi giải quyết cái khâu này, đặng tôi đi xuống coi, đặng tôi định coi, xuống định. Cán này là tiếng mình không hay là ai? Tôi nói tôi tên Tấn, tôi là tên Trần Thanh Tấn. Cái bên đây là không phải tiếng mình không. Tôi là Trần Thanh Tấn. Hiểu không? Tôi là Trần Thanh Tấn. Hay là Nhân Tấn là? Tôi nói là tôi nói. Sao biết chứ người ta? Biết chân luôn. Trời ơi, ngồi đây coi điện thoại chân à? Sao không biết được? Có thế, có điện thoại địa tí không, có điện thoại kìa. Trời ơi, sao mà không có được? Gì? Bây giờ sao nói đây nè, tôi hỏi nè, cán còn không mắc lưỡi cắt đâu nè, lạ ha. Gì quá. Cán còn nè. Cán còn nè. Khâu khâu nè, mắc nè. Khâu mắc đó. Khâu là khâu gì đó nè địa tí? Khâu là khâu gì? Rồi. Lưỡi cắt ở đâu? Trời, cho lưỡi cắt bụng quá. Chứ anh nghĩ nó cắt ở đâu? Ở đâu mà, bây giờ tôi hỏi đại tế mà đại tế đâu phải luật sư đâu mà hỏi tôi. Tôi lên đây là tôi hỏi đại tế, ví dụ như đại tế về đây nè, đại tế vô rừng đúng không? Ở đây là tôi nói cho đại tế biết là ở đây là rừng lâm, chỉ có cây đá mà thôi đúng không? Nhưng mà vì mình á có cái công việc mình lên đây đúng không? Chuyện đó không có, chuyện đó đi. Sao xóa được? Tôi hỏi đại tí giải cái câu tôi cho tôi biết là đại tí về đây là phải biết là cán còn khâu mất lưỡi cắt ở đâu. Rồi, cái câu này nó gắt rồi. Cán còn khâu mất lưỡi cắt ở đâu? Cán nó còn. Khâu mất. Khâu mất lưỡi cắt ở đâu? Cầm cái cán, chứ không cầm cái lưỡi. Cầm cái lưỡi đứt tay. Cầm cái lưỡi cái bài. Khôn ha, cầm cái cán chứ không cầm lưỡi. Sao không cầm lưỡi? Sao không cầm lưỡi? cái lưỡi cắt ở đâu? Cái lưỡi cắt ở đâu mà cầm? Vậy hả? Cầm được lưỡi không? Đó. Để cầm sáng á, mình không có á, trong mà để nói cầm lưỡi nào mà lại cầm được cái lưỡi của Đệ không? Có sáng nào không cầm. Cầm cái lưỡi của Lệ Đệ á. Vậy le ra đây tôi nắm rồi. Đây nè. Cái lưỡi à? Lưỡi dưới này nè, không lưỡi. Bậy à, lưỡi dao hả? Lưỡi này nữa. Ở đây ai cũng có lưỡi mà. Trời, sáng nào đó. Ngủ dậy ai cũng linh lưỡi đó. Đó đúng rồi. Thôi là ngộ ta. Mình nói cái đó là mà mình nói không thật lòng rồi. Mình phải nói thật lòng mình. Sáng nào ai cũng cầm lưỡi vậy đó. Đó. Ngộ ta, cơ này không có cơ mới. Lưỡi đó là lưỡi gì? Lưỡi thì dao. Biết rồi. Lưỡi dao. Anh dám cầm không? Đang đi ra đồng phải không? Anh dám cầm không? Để phát cỏ phải không? Dọn gần nữa đó phải không? mà bây giờ phút 95 rồi dọn nổi không? Anh dám cầm không? Hả? Anh dám cầm không? Dạ, dám đây. Đây tôi cầm coi có cái lưỡi bé không? Thì bữa bóng thì chứ thiệt. Đây. Thì bóng rồi chứ. Nó chơi. Nó chơi tôi làm thiệt, tôi không có nó chơi. Tôi làm thiệt không? Nè, tôi chỉ cho biết. Cán còn khâu mắc lưỡi cắt ở đâu? Cán là ôm tùm lum đang cầm đó. Đó, cầm cái cán đó. Cái này là cái cán nha, được chứ? Cầm cán. Thấy không? Cái khâu giờ đệ về đây để khâu khiếu. Tôi về đây cùng đệ để khâu khiếu. Để nhắc lại những cái sự tích của người xưa. Đâu có người xưa đâu, người thời nay mà. Hả? Người thời nay. Người nay mà nhắc lớp người xưa. Sắp kỳ. Vậy chứ nếu mà không người xưa sao để nhắc lớp người xưa, không người xưa sao để uống dọn tay dài thậm đạt thôi chị. Thích thì để chơi. Hả? Thích thì mình để họ chơi. Thích mà thích nào? Thích mình để chơi. Họ thích mà họ thích bên nào? Giờ mình đứng, mình đi, mình ăn, mình nằm, mình ngồi. Là... Có ai làm gì mình đâu. Là thích tự do, đúng không? Thích tự do, thích ăn đứng, ngồi. Bây giờ ông đứng đây, giờ ai làm gì ông đúng không? Đúng rồi, vậy là họ thích. Đó là thích rồi bây giờ cái cán là giải quyết xong rồi phải không? Cái khâu thích đi. Cái khâu là mình đang khâu khiếu đúng không? Mình đang nói chuyện mình khâu khiếu nè. Nhưng mà sao mà không khai thiệt đi mà sao mà nói vòng vòng rồi. Rồi cái lưỡi là cái lưỡi của mình nè. Trước khi mình nói chuyện nè, mình uống áo nè, năm lần bảy lượt nè. Coi mình nói đúng không? Chứ giờ phút 95 rồi bây giờ chạy đâu? Giờ như bích chút cùi vậy đó. Mày sao để tí nó là cái lưỡi chỗ khác. Cái lưỡi khác thì phải lưỡi đó. Cái lưỡi nào mà lỡ gì? Ông có lưỡi nói chuyện được không? Mà đề tí là không cho là cái lưỡi mình nói nè. Cái lưỡi của mình phải nói là lời vàng tiếng ngọc. Cái lưỡi như lưỡi cài là lưỡi cài nằm ở dưới.
mình không có tính cái lưỡi cài, con người với con người với nhau mình dùng miệng lưỡi để mình nói chuyện cho nó hòa đồng với nhau. Không, miệng lưỡi này ít khi nói. Mình ít nói thì mình làm gì? Ít nói là để mình hành động hả? Trong hành động nó phải có cái lương tâm và cái đạo đức. Ông hiểu chưa? Trước khi ông muốn hành động ông phải có cái lương tâm và cái đạo đức. Cái lương tâm nằm đâu? Cái đạo đức nằm chỗ nào? Phải có đạo đức không? Tại đó ông kêu ông này qua rồi quay video rồi làm đủ thứ vậy, được bao nhiêu tiền lãi, bao nhiêu tiền mấy ông ghế vậy? Có đâu, tại vì huynh này tính định là gặp thăm đệ tí đó. Tôi bảy núi này chỗ nào tôi cũng là ở đây chứ. Tôi ở đây 3 năm trời rồi. Nhưng mà tôi lên xuống hoài á. Hả? Tôi không cả hạt gạo về lấy gì hạt gạo đâu ăn. Đỡ. Thì ông nhìn thấy không biết không? Mà mái tóc là mái tóc này, mái tóc của ông là ông tôi không phân tranh chứ mái tóc là hồi xưa ông hỏi mấy ông này cái mái tóc của tôi sao? Ông coi tôi không? Cho ông coi tôi. Này. Không khỏi chơi rồi, đẹp rồi, đẹp trai. Cho coi. Khi xưa ta ở nước Tần, ngày nay ta lần về Nam để đặng sửa sáng giang Nam bờ cõi vững an nước nhà. Không? Nói là phải nói cho đệ tử biết. Nhìn thấy không? Ghê vậy. Hả? Ghê vậy. Trời ơi, vậy chứ tôi về đây là tôi mới ghê mà. Tôi đâu có cầu mau đâu, tôi ghê mà. Nhưng mà ghê bằng lữ. Lữ mà không có móc ai hết trơn á. Đúng không? Lữ không móc. Chụp hình cái lại lưu ha, lưu niệm ha. Không, đây không. Hết ngồi đấy dính ngay cho. Để tí cười luôn. Để vui đây là tí. Tại vì còn một tiếng nữa để tôi cho đại tí biết luôn. Mình làm trâu, làm bò, làm chó, làm ngựa, làm heo cho họ cải trên lưng. Đệ tí ơi. Không? Đệ tí ơi, giờ này đóng cửa được chưa đại? Coi coi, nhìn cho anh coi. Thấy ông nào không? Tại vì năm thành báo lục mà mình thấy ngắm hội gồng mây. Coi trời đây có đẹp không? Hay là trời ta? Trời nó sập chuyển quá gì ơi. Đó, trời. Quay cái gì vậy chú? Quay trên trời. Quay trên trời nè. Quay ra, mình có máy, mình có quyền quay à, quay đâu quay à? Không ai cấm mình hết trơn. Quay trên trời, quay trên trời. Quay đâu quay? Mình quay bên A là mình qua bên đây, mình quay bên kia cái là mình qua bên nọ, mình quay tùm lum chân á. Đúng không? Mình muốn quay đâu quay. Giờ quay cái gì đó mình quay, nhưng mà mình đừng có lay quay. Mình là phải là thẳng tiến. Sài Gòn ơi ta đã về đây, tay 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 tay. Bữa nay ông này ông về thấy ông lạ quá trời hả ông đi. Ca sĩ vô danh đâu rồi? ca sĩ vô danh rồi, gặp hôm qua rồi, đúng không? Là tiếng mình không, là tống mình khiên, đúng không? Tiếng mình không. Ừ. Rồi thằng quyền là nó về đây trước để gặp tôi. Ừ, thằng Hào. Anh em nào tôi cũng biết chứ. Mà anh em mình là người thân mà, người quen mà. Có gì đâu xa là ta chỉ là đám mà non, ta chỉ là hòn đá, ta chỉ là cục đất, ta chỉ là cành cây, ta đến đây để giải quen cái nỗi sầu. Họ ơi, không cần ai hầu ai hạ gì đâu, tự đến rồi lại tự đi. Tì 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 tông 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 tông
tông tông tông. Cái này cái gì mà lạ quá nghe quý vị. Cái này cái kỳ quá thôi. À. Sao qua lại nở một canh. Đủ rồi kìa. Để dành cho anh ngắm hay là để dành cho anh đây. Ai là người chí hãy mau lên thoảng. Thiền ban mẹ đón mẹ chờ các con. Qua vậy. Qua là qua tượng trưng cho ai vậy Quỳnh? Hả? Qua là qua tượng trưng cho như thế nào vậy ha? Sao nước dữ ta? Có cái tay có sao không nghe? Cái đó có sao? Cái gì có sao? Không? Có qua đẹp không? Có qua này có phải giống như người ta không? Có mắt, có mũi, có miệng à? Ờ. Thấy không? Mà con rồng cháu tiên là dòng má lạc hồng. Tượng trưng cho cái bông này là bông hồng đi. Đẹp không? Ủa, ông buồn gì? Ông tối thui vậy không? Ông thằng ngã dữ quá ông chín 30 chờ ngày đen tối không vui không buồn. Nghe nói lên đây đấu dù gì dữ lắm phải không? Đúng không? Dù gì đâu. Tôi là người du dơ nè. Thấy nãy giờ chưa? Du dơ chưa? Du dơ. Ừ? Không có gạt ai, không có lường ai chứ. Ai thích giúp mình hưởng. Ai không thích thôi, ai cho mình ăn ăn, ai cho mình ở, mình ở, ai đuổi mình đi. Có việc chi đâu. Thấy không? Mình sống là tự do. Mình nói không à? Ừ. Mình lãnh lãnh luôn bằng tâm. Ừ. Tâm thần. Nói có sách, nó có chứng. Ai buồn ai giận gì đó à, kệ ai. Nhưng mà lên đây chúc cho bữa nay trở lên trời nữa rồi. Thôi chúc cho tất cả các anh chị em và ông bà cô bác toàn thể 54 anh em dân tộc cùng đồng bào vui vẻ. Ờ. Rồi chào. 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 Tối Chào. 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 Tối các bạn chào quá tôi đang luôn bây giờ. Thôi để từ từ chút xíu nữa là tôi xuống cục ấy đã. Ông trời ông giận quá ông tới tôi rồi thôi tôi xuống. Ừ. Lại rồi xuống rồi.